thử băng tải nha mọi người nha. Ai đang xem kênh nhớ đăng ký kênh giùm. Băng tải này là băng tải sấy, sấy màng co, sấy màng co bình 20 lít, làm bằng inox 304 toàn bộ, inox 304 toàn bộ nha mọi người. Nó bao gồm nè các cái núm điều khiển nè, như là băng tải nè, quạt nè, nhiệt nè, tăng tốc giảm tốc của được băng tải nè, nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ báo nè, nó đang là 200 nè, đó, điện áp cũng là 220 nè, từ Fuji Mitsu nè, Mitsubishi đang thử. Đây thùng bắt đầu ra đây, băng tải cũng là cái nóc đây, xé màn co bình quá đã, xé màn co bình này đó. Sau khi sấy xong thì nó rút căng hết toàn bộ luôn, chỉ cần băng tải chạy ngang qua là nó rút hết rất nhanh. Đối với những cái nơi mà ít công nhân sản xuất với lại còn cái lượng nhiều thì phải sử dụng thùng sấy thôi mọi người nha, sử dụng thùng sấy. Sao dặn hết còn cười trường ngoài con ốc rồi không dặn rồi rồi đó, tủ điện, quạt, quạt này là cái quạt để trộn trộn cái nhiệt ở trong lò. Xé băng tải dạng lò nha mọi người nha, dạng băng tải nè, tải kéo nè, rất nhanh. Ôm qua kia thử tiếp vài bình nữa. Ôm qua kia thử tiếp vài bình nữa. Rồi. Lấy màn co ra trồng thử em. Đi đâu á con? Ừ. Trồng qua, trồng mày co để một bình qua thử coi, một bình đi qua lò là mất hết là khoảng 20 giây, chạy từ đầu này qua đầu kia. Nếu mình để bình liên tục thì sẽ đi ra hàng hàng luôn nha, tại vì nó là dạng sấy chạy mà, cái này là gọi là sấy chạy. Nghĩa là 20 giây một bình đó, mình tự mở nó chạy qua đây được 20 giây một bình. Nhưng mà mình thường mình sản xuất là liên tục nên nó quá đẹp không, đẹp ghê không đó. Tốc độ này là quá đẹp luôn nè, đối với màn co xanh là quá đẹp luôn, đừng có quay cái đó dừng gãy dòi không nội ơi đó, màn co xanh là quá đẹp luôn. Nhà thử thùng sấy màn co quá đẹp rồi. Nhiệt độ nè, nhiệt độ trong thùng sấy thì lúc nào nó cũng dao động từ 197 đến 200, dao động 3 độ đó, lên 198 này rồi đó. Đâu có, mình máy sấy tự động mình là sấy đẹp mà cỡ ví dụ như là 90% chứ đâu phải tuyệt đối 100% mà người ta khò từ được, nhưng mà được cái làm nó tự động nó khỏe thôi mà nó ổn định thôi, nó đều, nó nhanh. Ở vậy thôi chê nữa, nếu mà chỗ khác không có căng cả nào nữa được á. Quá đẹp rồi, vậy nè. Nếu thích nữa thì kêu ổng lên đây thử đi, tắt máy về luôn. Quạt hút giải nhiệt tủ điện. Quạt hút giải nhiệt tủ điện nha, tủ điện đừng nóng nha mọi người. Đây. Ở trong này có biến tần á. Quạt này là quạt để quay là làm cho đảo gió. Quạt đảo gió. 35 mm. Đó, thùng sấy hàng đây mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình. Ai cần liên hệ số 0907749286. Nhắc lại là 0907749286. Đăng ký kênh giúp mình nha mọi người nha. Ủng hộ mình nha. Trong này là điện trở trong này nè. Đó, điện trở đó. Đang sấy rất nóng luôn nè, nhiệt rất là nóng. Rồi chào mọi người nha, mọi người nha.